Chưa hiểu Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, chưa đủ nói chuyện đời. Thưa quý vị và các bạn, Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ đơn thuần là bộ tiểu thuyết kể về thời kỳ hỗn loạn bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, đó là Tam Quốc, mà nó còn là một cuốn sách giáo khoa về cuộc đời, thể hiện một cách sinh động bản lĩnh làm người, làm việc và tài thao lược trị thiên hạ. Cổ nhân nói, dĩ đồng vi cảnh, khả dĩ trinh y quan. Dĩ nhân vi cảnh, khả dĩ minh đắc thất. Nghĩa là lấy đồng làm gương thì có thể chỉnh trang y phục, lấy người làm gương thì có thể tỏ rõ được mất. Hãy nhìn Lưu Bị trong nghịch cảnh, Tào Tháo trong lúc thuận lợi và Tôn Quyền trong lúc nhàn rỗi, hiểu được sự lựa chọn của các anh hùng vào các thời điểm quan trọng, có thể hướng dẫn giúp chúng ta tránh khỏi đi đường vòng trong cuộc đời. Lưu Bị bất khuất trong nghịch cảnh. Người ta thường lan truyền câu nói, đọc Tam Quốc, 20 tuổi thấy Tào Tháo là người giỏi nhất, 40 tuổi thấy Tư Mã Ý xuất chúng nhất, 60 tuổi ngộ ra Lưu Bị mới là người lợi hại nhất. Càng trải nghiệm cuộc sống, chúng ta càng hiểu những khó khăn của Lưu Bị và càng khâm phục sự kiên trì của ông. Lưu Bị một côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, hai mẹ con mưu sinh bằng nghề bán giày và dệt chiếu. Ông không có gia thế hiển hách, bề thế hùng mạnh như Tào Tháo, Tôn Quyền. Ngoại trừ mang cái mác hữu danh nhưng vô thực là Lưu Hoàng Thúc thì Lưu Bị chẳng có gì cả. Trên con đường theo đuổi đại nghĩa trùng hừng Hán Thất, không có lãnh thổ và không có quân đội, lăn lộn nửa đời người, gần 40 tuổi không mảnh đất cắm rủi, liên tục thất bại chẳng đạt được gì. Tuy nhiên, Lưu Bị biết rất rõ, bỏ cuộc thì chỉ có thể một kết quả, đó là thất bại thảm hại, thậm chí vong mạng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không bỏ cuộc thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đối mặt với thất bại hết lần này đến lần khác, điều tồi tệ nhất là phải bắt đầu làm lại từ đầu. Với bản lĩnh kiên cường, cuối cùng Lưu Bị từ hai bàn tay trắng đã lập nên đại nghiệp, trở thành bá chủ một phương. Khi ở trong khó khăn nghịch cảnh, phản ứng của một người có thể tiết lộ tâm trí và khuôn mẫu của anh ta, thậm chí có thể nhận định được kết cục cuối cùng sẽ như thế nào. Dù phải đối mặt với những trắc trở và thất bại, Lưu Bị cũng chưa bao giờ cảm thấy thời gian là quá muộn, cũng chưa bao giờ để mất đi sự tự tin, chưa bao giờ cao ngạo hay nản lòng, luôn luôn giữ vững mục tiêu ban đầu, luôn kiên cường tràn đầy ý chí, không mơ tưởng, chạy theo những thứ hão huyền, xa vời. Thành công của Lưu Bị không thể không nói đến các yếu tố may mắn và đặc biệt là sự phò tá của Gia Cát Lượng cùng anh em Quan Trường. Nhưng điều tuyệt đối không thể thiếu chính là sự kiên trì không bao giờ đầu hàng số phận của ông khi thất thế. Như có người đã từng nói, những kẻ lập nên đại sự thời cổ đại không chỉ là những bậc kỳ tài vượt thiên hạ, cũng phải cần có sự kiên trì. Trong trường hợp của Lưu Bị, quả đúng với câu, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Cùng với nỗ lực kiên trì, ý chí bất khuất vươn lên trong nghịch cảnh, không cam chịu số mệnh và luôn tìm cách thay đổi, Lưu Bị đã đưa mình lên tới những vị trí cao hơn, trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thời đại bấy giờ. Tào Tháo, thuận cảnh không đủ vui mừng. Với tài thao lược quân sự xuất chúng, Tào Tháo, ông từng tham gia rất nhiều trận chiến, lần lượt đánh bại các chư hầu, thống nhất phương Bắc rộng lớn, củng cố thế lực ngày càng lớn mạnh. Nhiều thần tử của Tào Tháo cũng đã từng thuyết phục ông xưng đế. Tôn Quyền cũng từng thuyết phục Tào Tháo phế Hán lập Ngụy, nhưng thái độ của Tào Tháo hoàn toàn ngược lại. Theo Tam Quốc Chí, vào năm Kiến An thứ 24, tức năm 219 sau Công Nguyên, Tôn Quyền đã viết thư cho Tào Tháo, bày tỏ sẵn sàng cúi đầu phong Tào làm đế. Tào Tháo ngay lập tức nhìn ra được mánh khóe của Tôn Quyền. Ông cười và nói, Tôn Quyền là đang muốn đưa ta lên bếp lửa nướng đây ư? Điều đó có nghĩa là, một khi xưng đế nhất định sẽ giống như rơi vào chảo lửa. Tào Tháo cũng đâu phải là người tầm thường. Tào Tháo hiểu rất rõ, chỉ cần bám chặt vào cái cây đại thụ Hán Hiến Đế thì chẳng ai có thể làm gì được ông, chẳng ai có thể động vào được, còn nếu không thì sẽ tự rước họa vào thân. Như một minh chứng, Tào Tháo được phong làm Ngụy Công, Ngụy Vương, phe đối lập nội bộ và những kẻ địch bên ngoài phản đối ông đều không có kết cục tốt đẹp. Ở thời kỳ đỉnh cao, trong lúc phong xuân đắc ý, Tào Tháo đã không bị cuốn theo mà tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác.
Đó là một loại dũng khí không bối rối khi thất vọng, đắc ý không quên mình, là một loại trí tuệ. Cổ kim xưa này, người tài hoa đều bại bởi chứng ngạo. Người tài trí thông minh thường nhanh nhẹn nên có thể nhanh chóng nhận biết cơ hội và nảy ra những ý tưởng hay ho. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến họ thất bại là vì tính cách kiêu ngạo của chính họ. Trong lịch sử cũng đã chứng kiến có bao nhiêu người không bị quật ngã trong nghịch cảnh nhưng lại gục ngã trong sự thịnh vượng. Nước đầy thì tràn, người tự mãn tất chuốc diệt vong. Lại có câu, một người kiêu ngạo là khi họ không thèm che đậy sự khôn ngoan của mình. Ở đời, dấu dốt lại là dại dột, nhưng dấu khôn là khôn ngoan. Con người cần học cách che đậy sự sắc sảo của bản thân. Tài năng và trí tuệ thực sự là biết những điều mà bản thân mình không biết, để từ đó không ngừng học hỏi và ngày càng tiến bộ. Nước chảy chỗ trũng, khi ta hạ tư thế xuống chỗ thấp nhất, tuy phúc chưa tới nhưng họa đã rời xa. Trong thời đại này, nhiều người nóng vội thể hiện bản thân, khao khát được người khác công nhận. Vì vậy, khi người mới đạt một chút thành tựu đã vội dương dương tự đắc, coi thường người khác. Trong cuộc sống này, chỉ có những người có tài mà lặng lẽ, có công mà biết thận trọng, có thành tựu nhưng khiêm tốn thì mới là bậc đại tài thực sự. Cuối cùng, chúng ta đến với bài học từ Tôn Quyền. Nhàn hạ không chảnh mạng. Có một con heo rừng ngày ngày mài nanh trên đá. Một con cáo tò mò hỏi, tại sao bạn không nghỉ ngơi? Tại sao luôn làm khó bản thân như vậy? Heo rừng nói, chỉ bằng cách luôn luôn giữ cho răng nanh của tôi sắc bén, tôi mới có thể không hoảng sợ khi thợ săn hoặc chó săn xuất hiện. Lại có chuyện có một con ếch nằm thoải mái trong nước, vô tư lự. Khi nước nóng lên từ từ, nó vẫn ung dung không biết gì. Khi nhiệt độ được tăng lên đến một mức nhất định, con ếch không còn sức mạnh để nhảy ra khỏi nồi nữa. Cuối cùng nó đã chết. Mạnh Tử nói, sinh ra trong đau khổ, chết trong an nhàn. Bình an nhưng không quên hiểm nguy thì luôn có tâm thái sẵn sàng đón nguy hiểm. Nếu chỉ biết an vui hưởng lạc thì chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Đúng như cổ nhân xưa nói, xứ phú chi bẩn, cư an tư nguy. Lúc giàu có nhớ đến lúc nghèo khó, khi yên lành nghĩ tới lúc nguy nạn. Thì Ngô Chủ Tôn Quyền là vai diễn xuất sắc cho đạo lý này. Khi Lưu Bị và Tào Tháo đối đầu tại Hán Trung, Tôn Quyền đang ở thế tọa sơn quan hổ đấu, rất thảnh thơi nhàn hạ. Nhưng ông không nhân cơ hội đó để vui vẻ, mà nhắc nhở bản thân phải tính trước, dốc sức củng cố cơ nghiệp do tổ phụ để lại. Tôn Quyền đã ban hành các sắc lệnh miễn tô thuế, xây dựng thủy lợi, khuyến khích phát triển nông nghiệp, kinh tế phía nam sông Dương Tử, biến vùng đất cằn cỗi thành một nơi giàu có và tăng cường sức mạnh kinh tế chính trị quân sự nơi đây. Thực hiện các cuộc viễn chinh mở rộng lãnh thổ trên biển cũng như đất liền, nâng cao năng lực sức chiến đấu của hải quân, tăng lực lượng quân đội. Vì điều này, Đông Ngô ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và có thể đứng vững trong tam quốc. Đừng hoảng sợ khi mọi thứ bận rộn và đừng thiếu hụt khi mọi thứ nhàn rỗi. Một người khôn ngoan và có tầm nhìn xa biết rằng anh ta càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh ta càng ít có thể buông lời. Đặc biệt trong thế giới luôn thay đổi ngày nay, việc cập nhật tri thức ngày càng tăng tốc, chỉ không ngừng học hỏi và tự hoàn thiện bản thân thì chúng ta mới không bị đào thải. Nếu không, khi thời gian bỏ rơi bạn, bạn thậm chí sẽ không kịp nói lời chào hỏi. Đừng tiết kiệm thời gian rảnh rỗi của bạn để bạn có thể sử dụng thời gian của mình mà không hoảng sợ. Carnegie đã từng nói, hãy bận rộn, đó là liều thuốc rẻ nhất trên thế giới. Những người nhàn rỗi, trong khi giết thời gian, lại sinh ra những xào lãng bên trong, nhạy cảm và hay lo lắng, hay cáu kỉnh và luôn cảm thấy rằng cuộc sống đang cố tình làm khó mình. Người bận rộn dùng bận rộn để xua đi lo lắng và lười biếng, dùng chăm chỉ để chiến thắng buồn chán và cô đơn, cuối cùng trở thành bạn của thời gian. Một cuộc sống tốt không thể quá nhàn rỗi. Khi bạn bận rộn, bạn sẽ thấy rằng những điều may mắn và hạnh phúc đang nối tiếp nhau đến. Tăng Quốc Phiên đã từng nói, một người khôn ngoan thực sự không sử dụng hoàn cảnh để chinh phục tâm trí, mà là dùng tâm trí để kiểm soát hoàn cảnh. Tình trạng con người là tất cả về trạng thái của tâm trí. Hãy học cách lúc khó khăn không khuất phục, lúc thuận lợi không kiêu ngạo, lúc nhàn rỗi không lười biếng. Đây là những phẩm chất cần có của người thành tựu đại sự.
Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.